lá vông nem. Chọn loại bánh tẻ một nắm, rửa sạch, luộc hoặc nấu canh ăn hàng ngày, có thể phối hợp với lá dâu non hoặc hoa thiên lý. Mỗi thứ một nắm nấu canh ăn hàng ngày, hoặc lá vông nem phơi khô tái, thái nhỏ, cho vào ấm, đổ nước sôi vào hãm như nước chè.